Đến sáng 30 tháng 8, lực lượng chức năng vẫn đang khắc phục hậu quả vụ cháy trụ điện tại xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, khiến hàng trăm hộ dân bị mất điện. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 8, một trụ điện bốc cháy tại khu vực ngã tư đường Lê Văn Nghề và Nguyễn Trung Trực. Thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại trụ điện cao hơn 3 mét, nên người dân không thể khống chế ngọn lửa. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Tiền Giang đến hiện trường dập tắt đám cháy, không để ngọn lửa cháy lan ra khu dân cư. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng đường dây điện, hệ thống cáp quang điện thoại trên trụ điện này đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Vụ cháy còn gây mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng trăm hộ dân trong khu vực. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online đến sáng 30 tháng 8, đa số các hộ dân bị ảnh hưởng đã có điện trở lại. Riêng các hộ dân gần trụ điện bị cháy vẫn đang chờ cơ quan chức năng khắc phục hậu quả.